Hello anh chị nha. Đó chiều nay em sẽ lên tiếp một cho anh em một mẫu xe 7 chỗ nữa. Đó là Toyota Innova 2012. Con này là bản E xe chuẩn gia đình 100% nha anh em nha. Đấy, anh em nào mua xe bên em à, thì à, vui lòng alo cho em số điện thoại là 0904804567 nha. Đó, hiện tại là xe đang có mặt cái bãi em nha. Con này em bữa giờ hơi, để hơi giờ, em mới cho lấy ra tẩy rửa sạch sẽ lại nha anh em nha. Đấy, con này là 2012, qua 2012 12 thì nó qua form e rồi nha anh em nha form e nó sẽ đề tắp bi đen về mặt ga lăng khác nha anh em nha đó thì xe con này đẹp miên man rồi anh em mua về chỉ sẵn sàng thôi không làm một cái gì hết nha anh em nha mình nha đó còn một số ví dụ như anh em lên xem xe có một số chỗ anh em mình mà bên em chưa dọn hoàn thiện hoặc là theo ý của anh em mình thì anh em có thể góp thêm ý kiến để cho em làm lại hoặc là bỏ thêm một số đồ chơi nữa vô xe nha đấy đây đây là mặt trước ga lăng này đấy Xe thì rất là đẹp luôn Con này hôm nay em bán cho anh em là 3, 310 triệu đồng đi 310 triệu đồng Cho bao rút hồ sơ cho anh em mình Còn anh em này muốn công chứng ý quyền Thì em bớt ngày 2 Bớt 2 triệu tiền mặt cho anh em mình nha Đấy Xe thì cực kỳ đẹp luôn Cực kỳ bóng bẫy luôn Đó Đây em sẽ vào phòng nội thất cho anh em mình xem nha Đấy nội thất kim rất là đẹp luôn Nách cửa nó cứ không có dấu dấu dấu, dấu ve chạm gì nè Đó Nội thất thì đẹp rồi Sẵn sàng cho anh em mình luôn nha Đấy, đầu DVD nè Đấy Con gai còn rất là dày luôn nha anh em nha Đây, con gai cửa này Đấy, để đi kêu chỉ cho anh em mình xem nha Đây, kêu chỉ cửa nè Đó, kêu chỉ cửa rất là đẹp luôn Em bán chỉ có 310 triệu đồng cho anh em mình nha 310 triệu đồng cho mẫu Innova 2012 Xe bản E, xe chuẩn gia đình nha E là bản đủ nha anh em nha Đó, không taxi, không dịch vụ nha anh em nha Đó, nội thất thì cực kỳ đẹp luôn Đấy thì một trần thì bột trần 5D này Rất là đẹp luôn nha anh em nha Xe thì giờ về sẵn sàng thôi Máy móc thì bên em cũng cho uh, Thay bô ri, họng ghe đồ hết rồi nha Đó, bốn mâm đúc này cực kỳ đẹp luôn Lòng ve này, anh em mình xem lòng ve này con nó có mục một cái gì nha Keo chỉ còn luôn nè Đó, xe gầm rất là đẹp luôn nha Tí em sẽ vào cái con máy cho anh em mình xem nha à, Đó, rồi mình sẽ vào phần cốp sau cho anh em mình xem nha mở dòng cái cốp đây em sẽ vào phần đinh tán cho anh em mình xem nè Đấy, đinh tán thì còn nguyên sinh nè chứng tỏ con xe nó chưa hề đâm đụng nha anh em nha Kêu chỉ thì nguyên sinh luôn đó em đi phần chậm phần kêu chỉ cho anh em mình xem nha anh em là thích mua xe này thì vui lòng liên hệ với em với số điện thoại là 0904804567 nha và tránh trường hợp cọc nha em nói luôn em sẽ không nhận cọc nha anh em nha anh em nào muốn xem xe chạy thử thì cứ lên xem xe chạy thử em sẽ không làm giá và nhận cọc qua điện thoại nha anh em nha đó đây em sẽ xuống phần gầm cho anh em mình nha Đây gầm này Không hề mùng một Đó Rất là đẹp luôn Còn tem gầm luôn nè Đó cung bồ rất là sáng luôn Đấy Gầm bờ này Rất là sáng rất là đẹp nha Em bán chỉ có 310 triệu đồng 310 triệu đồng nha Anh em nghe không làm đâu Bữa nay em giảm giá luôn Do xe si, à, Em vừa cũng đầy bãi rồi Nên em bán rẻ cho mau nha Đấy kêu chỉ nè anh em làm xem nè hiện tại thì xe đang hoạt động chạy bình thường nha anh em nha còn ví dụ nha, anh em mình mua em sẽ thay bao thay nhất miễn phí cho anh em mình nè máy thì em bảo hành máy một năm nha anh em nha đó bảo hành máy một năm cho anh em mình luôn cái phần con gai này anh em mình xem nè rất là đẹp luôn đó kính điều hòa ô tô nè gương chỉnh điện nè đó cụ số nè đó, cụ số rất là đẹp luôn đấy xe đây có cái kem hành trình nữa nè do bỏ vướng anh em tháo ra nha anh em nha em bán chỉ có 310 triệu đồng thôi nha anh em nha 310 triệu đồng cho mẫu Innova 2012 đấy đây anh em mình xem ốc cái bô nè đó kêu chỉ cái bô nè đó em sẽ đi kêu chậm kêu chỉ cái bô cho phần cho anh em mình xem nha đó bên đây này nè kêu chỉ cái bô bên này nè đấy một con xe không hề lỗi lầm xe cực kỳ đẹp luôn đó ốc đinh rồi đó phần khung xương nè đó phần khung xương này máy móc thì cực kỳ khô réo luôn còn tem này anh em nha cái con này nắp dàn cò còn dinh nha anh em nha con này chưa ra nắp dàn cò luôn anh em nha đó em em dám cam kết coi, anh em là con này nắp dàn cò dinh chưa ra đấy máy móc này ốc này khô ráo chưa ra một con ốc máy nha anh em nha em bán chỉ có 310 triệu đồng anh em nào thích mẫu xe này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0904804567 bảy nha đấy anh em uh, mua một con xe thì uh, lên đây cầm tay lái chạy thử à, coi cái xe có vừa ý không rồi mình rớt tiền còn em nói lại luôn em không nhận cọc qua điện thoại cái thứ nhất cái thứ hai không thương lượng giá nha anh em nha đó anh em mình bỏ mua con xe mấy trăm triệu thì vui lòng lên cầm lái con xe nha đó, chào anh em luôn nha